Cách đây khoảng hơn 3 năm, Thành có mở một cái nhà thuốc nằm ở trên cung đường lớn, hai mặt tiền. Và trên cung đường đó chỉ có mình và một anh bạn, đó là mặt pharmacy. Thì thời điểm hơn 3 năm trước thì mình chưa làm nhiều với các chiến lược marketing đâu. Nên cái thời điểm đó mình đang tập trung đào tạo nhân viên những cái gọi là cái kỹ năng bán hàng, kỹ năng tư vấn, rồi cái kỹ năng cắt liều. Mà chỉ như đó là hết, không có làm thêm một cái gì gọi là marketing gì cả. Và giá thì mình cũng bán bình ổn như mọi người thôi. Và thời gian đó thì có rất là nhiều khách hàng ở bên pharmacy mang cái bill hàng, cái đơn hàng sang ở bên bên mình để dò giá xem là tình hình là bên đó với bên những cái nhà thuốc truyền thống thì nó có chênh lệch như nào nhau nhiều hay không. Thì họ họ bảo là ô, bên đó bán chênh lệch so với nhà thuốc của mình rất là nhiều. Nếu hôm nay bạn không làm thì ngày mai sẽ có thằng khác làm thay bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Thành Thật Thà. Xin giới thiệu lại cho những bạn nào lần đầu tiên đến với kênh vlog của Thành Thật Thà. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Thành. Hiện tại mình đang kinh doanh và vận hành marketing cho nhà thuốc, phòng khám của mình. Ngoài ra thì hiện tại mình cũng đang tư vấn và hỗ trợ marketing cho các phòng khám của các bác sĩ khác. Lý do tại sao Thành lại làm video này? Thành cũng muốn đụng chạm với pharmacy à? Không phải. Nó xuất phát từ câu chuyện kinh doanh của bản thân Thành. Thì trước đây pharmacy khi mà về Việt Nam á, mình nghe bảo là ở đây là một chuỗi của nước ngoài đổ bộ vào Việt Nam. Thì mình thấy hồi đầu mình rất là coi thường hệ thống kinh doanh của họ. Nhưng mà sau này khi mà mình nghiên cứu sâu về các chiến lược marketing thì mình quả thật rất là bất ngờ trước những cái chiến lược kinh doanh của họ, những cái cách thức mà họ làm marketing. Và hôm nay trong video này thì mình sẽ cùng phân tích với các bạn những cái điều mà mình bất ngờ đối với họ. Cách đây khoảng hơn 3 năm, Thành có mở một cái nhà thuốc nằm ở trên cung đường lớn, hai mặt tiền. Và trên cung đường đó chỉ có mình và một anh bạn, đó là mặt pharmacy. Thì thời điểm hơn 3 năm trước thì mình chưa làm nhiều với các chiến lược marketing đâu. Nên cái thời điểm đó mình đang tập trung đào tạo nhân viên những cái gọi là cái kỹ năng bán hàng, kỹ năng tư vấn, rồi cái kỹ năng cắt liều. Mà chỉ như đó là hết, không có làm thêm một cái gì gọi là marketing gì cả. Và giá thì mình cũng bán bình ổn như mọi người thôi. Và thời gian đó thì có rất là nhiều khách hàng ở bên pharmacy mang cái bill hàng, cái đơn hàng sang ở bên bên mình để dò giá xem là tình hình là bên đó với bên những cái nhà thuốc truyền thống thì nó có chênh lệch như nào nhau nhiều hay không. Thì họ họ bảo là ô, bên đó bán chênh lệch so với nhà thuốc của mình rất là nhiều, chênh từ 2 đến 30 nghìn. Rồi xong chưa hết, họ còn bảo là bên đó cắt thuốc uống khỏi. Thì lúc đầu mình cũng không tin. Cái này nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm. Thì cái ấn tượng đầu tiên mà pharmacy để lại cho mình thời điểm đó đó là mình không thèm quan tâm. Và một năm sau đó thì vợ chồng mình có sinh bé đầu và bắt đầu chuyển lên chung cư để ở. Thì cái chung cư này nó chỉ cách nhà thuốc mình khoảng tầm hơn 1 km thôi. Nhưng mà cái nhà thuốc pharmacy thứ hai thì nó lại nằm sát dưới cái chân chung cư của mình. Thì cũng có một vài lần mình ghé vào pharmacy ở phía dưới chân chung cư của mình đang ở. Mình mua vì nó tiện quá, mình đỡ mất công chạy ra ngoài tiệm của mình. Sau một vài lần mua thử như vậy thì bắt đầu cái cảm nhận của mình đối với pharmacy bắt đầu có một cái sự khác đi. Mình bắt đầu là thấy thích họ những cái điểm này này. Thứ nhất là tiện, xuống nhà phát có ngay. Thứ hai đó là khi mình bước vào thì mình thấy cái nhân viên của họ ăn mặc rất là chuyên nghiệp, gọn gàng, áo quần đẹp đẽ, thẻ đeo chuyên nghiệp đó, và rất là thiện cảm, khi không mua hàng thì vẫn cảm ơn chào. Cái thứ ba đó là mình lựa hết cái này rồi mình soi giá hết cái kia rồi cuối cùng mình mua được cái món Ôi giời ơi. thì họ vẫn không nói gì cả, vẫn vui vẻ. Cái thứ tư này, hồi xưa vợ mình có một cái kiểu đó là xem review xong rồi bắt đầu là mua những cái đồ trên mạng ấy, sau đó lại đặt hàng xịt tay các kiểu ấy. Sau đó mình thấy là cái chai thuốc này ở ngoài pharmacy cũng bán, thì mình ra mình hỏi mua thì cũng có chênh hơn khoảng 15.000, nhưng mà mình bảo là chênh 15.000 so với chi phí ship thì nó cũng vậy mà thôi, lấy đây cho nó hàng nó chính hãng yên tâm hơn. Và cái thứ năm mà mình thấy ở họ đó là họ làm những cái chương trình như là chương trình tích điểm đổi quà này, rồi tích điểm thưởng các kiểu ấy. Thì chương trình mấy cái chương trình tích điểm này thì hôm trước mình có làm mấy video nói tại sao lại làm những chương trình này. Thì hồi đó mình thấy chương trình này cũng vui vui, thích thích, nó kích thích cho mình quay trở lại mua hàng ở họ. Và cái ưu điểm thứ sáu, hiện tại nhà thuốc mình vẫn chưa làm được luôn, đó là cái việc mà mở cửa thì từ lúc 6 giờ sáng và đóng cửa thì lúc hơn 11 giờ đêm, mà là trưa cũng không nghỉ luôn. Thì quả thật là khâm phục các bạn. Đó là về 6 cái ưu điểm mà bản thân mình hồi đó cảm nhận. Còn sau đây là những cái nhược điểm mà thời gian đó mình có nhìn thấy này. Đó là giá công nhận là có mắc hơn thật. Còn cái việc mà nói cắt liều không khỏi thì cái này mình cũng chỉ nghe nói thôi. Còn căn bản là mỗi lần mà có ốm đau này kia thì mình đều được dược sĩ của mình tự chăm sóc cho hết.
Thì cái thời điểm đó với cái mức thu nhập hơn 40-50 triệu một tháng của vợ chồng mình thì mình cảm thấy cái mức giá so với cái chất lượng dịch vụ mà họ mang lại cho mình thì mình cảm thấy nó cũng ổn, ok, không sao cả. Lúc trước thì mình cũng tốt nghiệp marketing ra các bạn ạ. Nhưng mà 2 năm trở lại đây ấy, mình bắt đầu mình nghiên cứu chuyên sâu về bán hàng và marketing cho để vận hành cho cơ sở doanh nghiệp của mình. Mình nghiên cứu sâu hơn và áp dụng những cái chiến lược mới hơn. Thì bắt đầu mình mới phát hiện rằng là ồ, pharmacy hay quá. Thực sự họ đã đi trước mình rất là xa, rất là nhiều. Và cụ thể nó như này các bạn. Họ đã nhận ra được cái ý kiến của khách hàng, của người tiêu dùng, họ góp ý trên các cộng đồng diễn đàn. Sau đó thì họ thu thập lại được hai cái ý mà mình thấy họ đang sửa đổi, đó là cái việc mà khách hàng nói là chê mắc, rồi khách hàng nói là chê uống không khỏi, thì họ đã sửa lỗi bằng hai cái việc mà mình thấy rất là hay. Họ sửa lỗi nhưng họ lại marketing cái lỗi đó ra. Pharmacity thuốc tốt giá rẻ, nếu không rẻ hoàn tiền chênh lệch. Xong rồi bắt đầu họ nói về cái việc mà khắc phục cái lỗi đó. Và cụ thể nó như này các bạn, họ công khai họ nhận lỗi luôn, nhưng mà nhận lỗi ở đây theo kiểu là nhận lỗi nhưng mà là marketing ngược, rất hay. Thì họ nói rằng Họ là một cái doanh nghiệp nước ngoài và họ đổ bộ về thị trường Việt Nam nhanh quá, chưa kịp thích nghi, cần phải thời gian để họ thích nghi về cái việc này. Cho nên là bây giờ họ sẽ quyết tâm thay đổi những cái điều cho nó phù hợp với thị trường của Việt Nam. Và việc đầu tiên đó là họ làm như các bạn vừa thấy những chiến lược gần đây họ làm, đó là thấy ở đâu mà có giá rẻ hơn thì đến đây họ đền bù. Thì không biết là các bạn đã được trải nghiệm cái chương trình này chơi như mình thì mình chưa có đến để đền bù, tại vì vừa rồi đợt dịch quá mình cũng không có thèm coi, không mua không thèm coi giá luôn, tại vì mua là mình cũng biết giá ăn áng vậy thôi, mình mua thôi, mua không thèm coi giá luôn. Mua không thèm coi giá luôn. Những bạn nào đã từng đến để hoàn tiền thì các bạn có thể comment ở phía dưới để mọi người biết được là thực như nào đó. Chứ còn mình thì mình chưa trải nghiệm, mình cũng không biết. Và cái việc thứ hai mà họ khắc phục đó là bằng cách họ bắt đầu liên kết và hợp tác với các cái phòng khám, các cái bệnh viện quốc tế, bắt đầu để họ cải thiện cái việc cắt liều kê đơn. Tức là họ liên kết với các bác sĩ trực tiếp luôn. Đó là một cái điều mà xu hướng ở các nước phương Tây họ đang làm, và sắp tới chắc chắn là thị trường Việt Nam nó cũng sẽ đi theo xu hướng này. Nên là mình đánh giá đây là một trong những điểm mà chúng ta cần phải dè chừng cho những cái đối thủ này sắp tới. Vừa rồi đó là câu chuyện cái trải nghiệm của bản thân mình đối với hệ thống pharmacy. Nếu mà những bạn nào có những cái trải nghiệm khác, những cái góc nhìn khác về cái hệ thống này thì chúng ta có thể để lại cái comment ở phía dưới để cùng chúng ta cùng nhau trao đổi và giao lưu với nhau. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Nếu hôm nay bạn không làm thì ngày mai sẽ có thằng khác làm thay bạn.